Xin chào tất cả các bạn đang xem kênh YouTube của mình nhé. Ok, hôm nay mình sẽ đến với video là nói chung là quay video vui cho mọi người xem thôi nhá. Mọi người nhớ đón xem video này của mình nhé. Ok. Đã bây giờ là buổi chiều mọi người ạ. 3 giờ 11 rồi. Chuẩn bị là mình sẽ chuẩn bị đi học rồi mọi người ạ. 2 giờ 40 là 2 giờ 15 và lúc bây giờ 13 giờ 15. Thank you.
Hả? Đây, bánh quy à, bánh sô cô la rồi. Đây. Rất là ngon nha mọi người. Có 4 cái mọi người. Ăn 2 cái này nhá. Mời mọi người nhé. Chocolate, chocolate. Sô cô la.